thế cho nên mình nó đổi bột cái này đường chim chỉ là đấy ha. Em đổ bỏ con gần cái này, em đổ nó lên chứ, để cho nó xanh nó còn rửa, con hồng xin nó còn rửa. Ngày 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 chơi mai sắp ba ngày thì cũng buồn vui á. Thì anh đừng có chặt điện con em, con xin thì con đồng xin chơi tốt rồi. Anh chặt điện hai con trứng hoặc ba mặt nó đều xin trứng rồi. Đấy, hai chơi hoa xin trứng á. Anh cho nó ra biên nó dễ thở hơn. Ra biên nó dễ xin nó dễ chơi hơn. Đấy, ví dụ như là nó có vụ thử, nó còn có cái mặt. Nó xuống cùng dưới này. Bạc mà bỏ lại bạc thôi đó. Quá thầy mà lập bạc thì nó hại á. Đấy, cho lập bạc nó tính là lẫn thôi. Mất liền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái mạ măng. Mua lấy mua lòng ngon ngon.
À, cho lại rồi. Ngoài này được ngoài ngồi được rồi từ giờ cần đồng đồng đi ăn bị cái bồn rầu dữ lắm mà tụi mình làm ăn nữa nghe nó thầy mến cười thích chứ à Thank you.
đau lắm đó. Thương nó não, nó cảm tơi lên. Cây luôn. Ba ngày một ba ngày luôn, cho tầm bảy tầm ba tầm hơi bụng
nhắm thằng bạn là nhắm từ này anh mua tôi mới làm có mua bác quê mới nơi rồi cái bọn ở đây ăn được cái chế ăn sáng
mưa nghe nó vô rồi anh ăn. Cho anh cho đường. Ai chưa hiểu cả cũng mua mấy đi đi luôn. Đi nó hiểu không dắt đi nơi tình trạng này. Cái dù đi đi luôn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời điểm cô đứng bạn sáng à không yên nữa chuyện con nữa à con tôm sắm rồi con thầy đúng ừ chạy cái sàn như ôm nó đứng á anh em còn đứng đây loại loại cái đó Thank you.
thì vừa nên nó phải tin nhiều ra mặt nó này. Không có chạm thức tới rồi. Đọc thêm chim đây nhé.
lên. Ăn luôn thôi. Thấy à? Ừ. Đấy, cái mặt sơ của